Rồi, vô nào mọi người. Dúi đầu tiên đây. Memorable. Nhiều lắm, nhiều lắm. Không lít được làm sao? Kể một cái top of mind đi má. Có một cái là lúc mà em mới lên, xong rồi em transition 3 ngày, xong rồi em phải cô với cái bạn bên Ấn Độ á. Lúc đó là kiểu em không biết làm gì hết, em đéo biết làm gì hết, nhưng em vẫn cứ cô vậy thôi. Đó là lần đầu tiên em trải nghiệm experience là as an EST. À. Thế à? Một chủ chiều mới được trải ở trên EST. Em shoot nha. Em shoot V. Trời má, em nhìn rồi, em nhìn trong cái bảng này em không thấy tên em mới phát hiện là chị lại để tên con dưới là tên em là sao chị Min? Hay nha. Bà kỳ quá à. Bà kỳ quá à. Con dưới nó là luôn CXP hả bạn? Chị Min không nhớ tên mày, mày phải return rồi. Return đi. Chết rồi. Không ổn rồi. Đúng chị rồi. Kỳ quá. Mày phải return. Mày phải return thì Min mới nhóm hàng. đúng rồi. Mình đừng có nghiệp nha. Em hả? Memorable moments. Em nhớ nhất là cái lần mà mình cái lần mà câu hỏi mà cái lần check in mà hỏi gì ta? Là cái ấn tượng đầu tiên của mình về các bạn trong EST team á. Thì sao ta? Tự nhiên cái bữa đó em cảm thấy rất là sao ta, giống như là mình xích lại gần nhau hơn nhiều á. Tại vì đó giờ em thấy là mặc dù có check in nhưng mà chắc là các cái chủ đề nó xoay quanh với lại cái thời gian check in cũng ngắn á, nên là somehow nó không cover được hết. Thì hôm đó em cảm thấy nói về cái ấn tượng đầu tiên với nhau thì nó rất là sao ta, close, yeah, rất là gần nhau, nên em rất là thích cái khoảnh khắc đó. Okay. Memorable moment đó hả? Nice. Ok rồi. MP. Vô y đi. Sầu riêng. First impression về sầu riêng. Một memorable trong AST journey của em chắc là, ý là em sẽ kể mọi người hai moment em nhớ nhất. Cái moment đầu tiên á, lúc đó em không nhớ là sao mà em đang ngủ, xong rồi tự nhiên sực nhớ ra là phải dậy meeting EST. Và lúc đó thì trong tiềm thức có mọi người mở điện thoại lên cho meeting. Và sau đó thì kiểu người cho meeting vừa ngủ. À, bây giờ mới confess nha. Trời ơi. Không nhớ là cái meeting nè. Ok, còn cái meeting thứ hai, còn cái moment thứ hai trong EST journey của em chắc là ngày hôm qua closing, kiểu chưa thấy lúc nào mà một cái feel emotional như vậy á. Kiểu nó rất là, nói chung là hôm qua là một ngày rất là meaningful, một buổi tối rất là meaningful với em. Ok, có Vi và có Dúi chứng kiến. Dễ thương. Không biết tại sao, cũng không biết tại sao hôm qua siêu touching luôn. Trời ơi Vy ơi, mày làm closing vậy nha, không quỷ. Closing nhiều okay, là 5 phút xong, lâu trễ 10 phút rồi. 5 phút còn lại. Close nha tụi mày. Em đã hôn sầu ở khác rồi. Trời ơi, mà hôm qua chị chưa biết đâu, thằng Duy nha, nó mở nhạc đúng kiểu, đúng moment luôn á. Cái lúc đầu làm cái gì kiểu review vậy á, cái mở nhạc kiểu y như là tùm tùm đầu đầu y như rapper vậy đó, rồi sau đó tới các khúc kia y như lên nhận giải trong các cuộc thi hay là các cái cuộc, nhắm cười lắm. Nó mở nhạc nó là mất cười. Trời ơi, đúng rồi, phải vậy chứ. Mày lo học hỏi đi để làm closing nha. Em học hỏi rồi chị. You can copy my agenda. You can copy my slide. Học hỏi cho nên phải bình tư. Học hỏi agenda rồi mày. Đúng rồi. Thì học hỏi thêm một tôm được. Dễ thương. Thank you Duy. Duy nó hứa cho em làm EST you speak á chị. Vậy luôn. Cái gì? Mày hứa rồi mà. Đâu, phải làm EST của mình chứ. Đúng rồi, trời ơi. Thương Duy.
Hôm qua trong commission call nó bắt cóc em qua you speak hả chị? Nè nè, xạo xạo. Ok, Thiên Lý, đi rửa mặt xong dinh mày. Rồi chị. Bỏ cái cam lên chị, em thấy mặt đó trời. Mọi người sẽ nghe tiếng phim Ấn Độ nha. À đang coi phim. Tại vì em đang coi phim Ấn Độ. Không không, gì gì gì. Nè, cái tivi nó ở đây nè. Đó, thấy không? Em ở phòng khách. Phim gì vậy? Phim nói chung là phim hành động Ấn Độ. Hành động chắc phải quay chụp cái mặt rồi mới hành động được. Phim hành động Ấn Độ cho em coi từ Tết năm nay sang Tết năm năm mới mất. Ấn Độ có phim hành động nữa. Có mày, hay lắm mày. Có, hay lắm. Gì? Moment. EST Journey. Moment hả? Em cũng có nhiều, nhưng mà không too much thôi, nhưng mà cũng có nhiều. Nhưng mà nhớ hả? Chắc em nhớ là cái bữa con đầu tiên với lại mấy bạn AA ở dưới LC, ở dưới vui. Tại vì cái lần đó, nói chung nó không biết nữa, nhưng mà lúc đó là thời gian là còn nhiều việc nhất của AA. Rồi em cũng kể làm với lại, nói chung là hai ST AA làm khá là nhiều việc trong thời gian đó, nên em khá là thấy meaningful. Ừ. Ok. Ui. Xong nha mọi người, bây giờ mình sẽ qua report để mình coi coi progress tới đâu rồi. Và mình sẽ thống nhất một cái deadline cho report, tại vì chắc là mọi người sẽ còn một cái deadline mới. Qua nha. Hôm nay thì mình sẽ present report luôn. Còn lại những cái thông tin mà mình chưa làm xong á thì mình sẽ complete sau. Rồi. Thì như hôm bữa welcome mọi người tới với EST Discharge Report. Rồi. Ở trong này á thì disclaimer một chút là mình sẽ có overall và operation kiểu bị suffer khá là nhiều ấy, nên là mình sẽ cho các bạn biết được là mình đã gone through những cái suffer như thế nào và mình làm nó differently như thế nào. Rồi present mấy cái number hay là key insight này kia, hoặc là nếu mà chưa có nhiều đầy đủ thông tin đó, thì có thể present cho các bạn sơ sơ về cái những thứ mà mình đã gone through, xong rồi cái complete report thì mình sẽ làm sau. Để nói chung là next term mà nếu có một team EST làm những cái job như JD của mọi người bây giờ thì mình sẽ chỉ gửi cho nó cái report này thôi, hoặc là mình sẽ chỉ gửi cho nó cái video này thôi, xong nó sẽ figure out và tự tìm thấy contact của mình để follow up thêm, chứ mình không có cần phải lúc đó phải closely transition nữa. Nói chung là cũng tội tụi nó, nhưng mà chịu thôi. Rồi table of content á, thì mình sẽ có winter EST summary, goal actual và strategy execution, network performance kiểu mình đã manage TL commission như thế nào, cũng như là có những cái IR commission nhỏ, nhưng mà mình cũng không có, ý là mình không keep routine kỹ, nhưng mà mình vẫn có một cái touch point gì đó với các bạn thì mình sẽ để trong này. Và cuối cùng là EST as individual. Ok. Rui, thì đầu tiên sẽ là giới thiệu Sương Sương về chúng ta. Thì bây giờ nhắc lại cho mọi người một chút xíu review hồi đầu term ha. Thì mình có discuss kiểu, không phải đầu term, đầu phase. Mình có discuss thì 6 người, trong đó lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên mà là lần đầu tiên trong ESD journey của chị thì có một bạn từ Hà Nội. thì mình cũng có thể xem như là diverse từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh với một cái vision đó là strengthen the inner power để deal với COVID-19 và live a good foundation. Rồi our team name thì start từ cái commission Nemo, và mình có fish pick nên là mình chọn fishy team để làm sao đó để bơi cho nó qua được cái cơn giông bão này. Rồi bên dưới thì sẽ present một chút xíu về kiểu cách mà mình đang manage network như thế nào. Thì MCBB sẽ có EST team sẽ work với VP OGP Commission. Thì under 3 bạn Attraction, Sales và CSB thì sẽ có sub commission của các bạn TL. Và đối với các bạn IA thì cũng sẽ có IA network luôn. Rồi mình cũng có synergy với DSB team và MCBB BCSB để take care về marketing cho OGP. Và ESTIA sẽ handle MC, MCA partnership
Còn LC, LC á, thì mình sẽ có những cái touch point cho các bạn AI in chat ở LC, nhưng mà mình sẽ không có frequency như ba cái sub-commission còn lại. Rồi, bây giờ mình sẽ vào GVA và strategy execution. Thì rồi, raise voice đi mấy đứa. Progress tới đâu rồi? Sorry chị. Chị nữa chứ. Thôi đây. Ui, xin lỗi mọi người, em chưa làm. Trời đất ơi, nó dục nhã chưa? Trời ơi, cái này, cái này em không có skill gì nha. Cái này là em chưa làm thật. Tuy là trong tuần vừa qua em không có hectic nhiều lắm đâu, nhưng mà thật là em quên đó. Sorry chị. Ok, trở thấy nhục nhã chưa? Xong rồi còn record nhục, lại nhục. Xong rồi đời sau, ngàn đời sau sẽ thấy những cái chuyện này. Xin lỗi các bạn, teammate future. Trời đất hello ơi. Mọi người. Em đang bị yên. Sorry gì cho chị. Ủa hello, vô rồi hả? Ê, sao chị thử qua Zoom vậy? Đổi qua Zoom để record. Record là những cái moment mà trời đất ơi, quỳ xuống lại lục xin lỗi, van xin. Của Hàng Quyên hả? Dạ xin lỗi. Không, của Dúi, của Lý, của tất cả mọi người. Trong này ai ta khen ai được ta, đứa nào đó đang múa quạt. Có Duy nè, Duy cũng make a progress. Vi nữa. Vi chắc hình như là làm nhiều nhất á. Ủa vậy đâu phải một mình em chưa làm xong hả? Xong rồi. Có em á nè chị, có em cũng chưa làm gì nè chị Quyên. Yeah. Trời đất ơi, cảm ơn Lý. Mẹ. Thôi chị sẽ xếp một buổi khác để tụi mày record lại. Thôi. Cái gì nữa chứ đòi gì nữa. Thấy không? Xong rồi hôm nay đâu có gì đâu record. Xong rồi đời sau, ngàn đời sau nó có gì. Hay mình quay vlog rồi gửi record riêng đi mọi người. Mình tự vlog lên. Cũng được luôn, chừng nào xong rồi bật cho tôi. À. Cái report này nó giống cái report hồi hè đúng không chị Minh? Đúng rồi. Hồi đó em làm với chị Bo tầm khoảng đâu một tiếng liên tục á. Ờ. Thôi nhưng mà em không hứa được tại vì này cuối tuần rồi. Em phải làm chạy môn trong trường. Trả giá coi. Ngày nào này mới được. Thứ hai tuần sau. Yeah. Ok Lý, thứ hai tuần sau nguyên gen luôn là thứ mấy? Là thứ hai tuần sau đi. Ok. Rồi mọi người đu theo thứ hai tuần sau nha. Duy với lại Vi tụi em có nói gì không? Không thấy comment gì hết. Em đăng rồi chạy. Hi hi hi. Em làm xong. Xin lỗi những người đã chăm chỉ. Vì đã lên nhắn. Duy sao em? Ok, hai đứa có chấp nhận tha thứ cho ba đứa còn lại không? Mọi người phải bao em ít nhất là ba ly trà sữa em mới tha thứ. Thôi mày uống cái khác đi cho nó heo thì đừng uống trà sữa. Thôi mẹ ơi, ta sống cuộc sống có bao lâu, ta không uống heo thì. Không uống heo thì được. Không mọi người, em là con nợ của Dúi đó mọi người. Em là con nợ của Dúi. Ủa sao bay trên em đặt về máy bay đi Alice mọi người ạ. Hay không? Nếu các bạn cũng muốn. Ủa là mình ở dưới vậy? Chúng ta sẽ cùng đưa sự thật ra ánh sáng. Phương tiện của Dúi đặt vé máy bay. Ok, vậy thì Vi với lại Duy em có muốn brief không hay là mình để luôn tới thứ hai tuần sau? Có chắc để luôn cho nó đi theo cái flow đi chị ơi. Yeah. Ok. Rồi vậy thì để thứ hai tuần sau nha mọi người. Mọi người nhớ làm nhé. Cho mẹ closing xong rồi vẫn còn task thấy không? Rồi xong nha mọi người, report mình sẽ để lại tới thứ hai tuần sau. Chú ơi nốt cho chị nha, chị phải read the document. Thứ hai tuần sau mình không xong nữa thì chuyện gì xảy ra hả mấy đứa? Thì thôi á chị. Thôi đi. Để em sẽ mất tích luôn. Đừng có mà mất tích, chị sẽ đào nhà tụi mày.
Chị sẽ đăng status mỗi ngày chị tắt. Chị sẽ đặt nóc sao. Ok. Rồi. Mẹ mới chưa làm bài tập xong, xong bây giờ qua appreciation quiz mà lờ. Nhưng mà có một cành cây khác ở trên cao hơn khoảng 8 cm, nếu không bị gì hết nên cũng có dịp này trong khoảng 1,85. Ok, cảm ơn Dũi đã nốt vô nha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần appreciation mọi người ơi về EST journey của mình. Thì bây giờ chị sẽ gửi cho mọi người cái link. Như là hồi nãy cũng gửi cho mọi người cái link rồi, nhưng mà Quyên mới vô nên chị sẽ gửi lại nhé. Thì ở trong cái link này mình sẽ có một đống slide, và slide này có cái mặt của mình ở trong đó. Thì rồi thì các bạn á sẽ vào và các bạn sẽ take turn để viết. Ủa không phải take turn, ý là mọi người phải viết. Cái rule sẽ là mọi người phải viết hết cho tất cả mọi người. Ừ. Và mọi người phải viết khi mà mọi người viết á, thì mọi người phải viết một cái. Khi mà nghĩ về người này á, mọi người nghĩ về cái adjective nè, cái tính từ nào. Thì sẽ nghĩ đến ba cái strength và ba cái weakness mà bạn này, trong thời gian mà mọi người làm EST, mọi người sơ sơ mọi người nhìn thấy được, thì mọi người viết ra. Và kiểu có thể dùng any kind of thing để mà có thể describe cái đó. Maybe là mọi người có thể viết cái feeling của bạn, của mọi người khi mà work với bạn, hay là mọi người dùng một hình ảnh nào đó để cạnh cái hình của bạn này. Nói chung á là cái objective cuối cùng á là để nói lên ba cái strength, ba cái weakness của bạn này, cái bạn mà có cái hình trên cái slide á, và feeling của mọi người khi làm với bạn này. Mọi người có được cái idea không? Yeah, rồi thì bây giờ mình sẽ có thời gian ha, mình sẽ viết hết cho tất cả các bạn ở trong này. Xong rồi lát nữa mà bạn đọc xong bạn có clarify gì thì bạn sẽ hỏi. Bây giờ mình sẽ để tham cho mọi người ha. Khi nào mình lên ba strength and weakness, còn gì nữa không chị? Ba strength and weakness với lại feeling khi work với bạn này. Và cái feeling đó mọi người có thể dùng từ để viết ra, hoặc là mọi người dùng hình ảnh để bỏ vô, được không? Ok chị. Bắt đầu em cái slide nó load không được, em không thấy hình cái mặt người nào ở slide nào luôn. Ủa vậy hả? Yeah. Ok vậy, em thấy bình thường mà. Chị thấy có quá trình hình máy chắc là wifi em nó gần đây nó bị gì á. Do wifi của mày lót không được á. Yeah. Chị vẫn thấy hình mà. Bao nhiêu phút vậy men? 20 phút. 20. Ủa biết chưa đâu. Viết vô slide á, chỗ nào cũng được, chỗ trắng thì viết thôi. Min ơi, Min prep lại được không? Min là ba strength, ba weakness hay là một cái ba strength, ba weakness. Ok. Và feeling khi work với bạn này, hoặc là feeling khi có bạn này trong team á, kiểu vậy. Đấy là nếu mà không có work directly. Chịu tắm cắt dây chưa biết.
Thank you.
Ủa mọi người, lấy hình gì cũng được à? Hay là phải lấy hình ảnh thiên nhiên nhỉ? Hình gì cũng được má. Yeah.
Cô sẽ có cảm giác là mấy cái hình đó, cái cây, đồ hình ban nhìn như kia một vị hỏa thổ với mọi người. Cái gì cổ? Nhìn như kim mộc thủy hỏa thổ. Đúng ha, có lửa nữa. Thank you.
Rồi mọi người xong chưa? Em xong rồi nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ spend 5 phút tiếp theo để mình đọc nha. Trong lúc mà mọi người đọc á, thì mọi người xem thử coi là kiểu có cái nào mà nó lặp đi lặp lại, kiểu mọi người đã already aware về nó không, và có cái nào mà mọi người cảm thấy surprise, kiểu gây cho mọi người kiểu hơi bất ngờ không. Thì nếu như mà mọi người thấy có những cái điểm đó thì mọi người có thể note lại, xong rồi lát nữa thì mình có thể share. À, có điểm nào concern thì mọi người có thể hỏi luôn nha. Hỏi giờ luôn hả Min, hay chờ 5 phút nữa? Em đọc xong chưa? Em đọc rồi. Ok. Vậy chắc chờ 5 phút nữa đi ha, để mọi người đọc đã. Mọi người đọc xong chưa? Em rồi nha. Em rồi. Em rồi nha, chị ơi. Ai mà giọng trầm bổng vậy? Chắc sự quyến rũ đó chị. Em sẽ trồng bộ sự khiến cái giọng chị thật là sexy. Lại bắt chước cái anh vlog. Tôi chiều các em. Xong các em. Đọc xong chưa? Rồi chị, đọc xong rồi. Ủa là dưới xong chưa mày? Trời ơi, vậy mà nãy giờ ngồi im. Rồi ok, bây giờ mình đi one by one nha. Bây giờ mình sẽ từ từ để chị present lại cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đi từ bạn đầu tiên là bạn Duy.
Sao đọc xong thấy có gì surprise không? Hay là có gì concern muốn hỏi không? Thực ra thì đọc xong thì thấy ý là không surprise lắm, ý là cũng đáng được. Nói chung là đáng được những cái quá mềm với lại về cái từ ít luôn. Nói chung là thực ra thì trong 6 tháng vừa qua là kiểu 6 tháng kiểu khá là dòng bão của em luôn á. Cho nên là ở rap quá sát tao mà. Chứ ủa tao chưa rap quá sát hả? Để giờ bưng lên. Ok. Nói chung là cũng không biết phải say gì, nhưng mà xin kia mọi người về để give feedback cho em, give feedback cho mình để có thể be better hơn. Ok vậy không? Bất ngờ luôn hả? Ý là không biết được mọi người, ý là không quá bất ngờ đó. Nói chung là cũng còn quen được trong đưa riêng cái quá trình nào có kiếm mọi người nữa. Nên nói chung là cũng có adjust, nhưng mà kiểu xung theo đó đó thì mấy cái nó vẫn còn. Muốn add in gì không? Ý là có muốn share gì cho Duy không? Chị tò mò cái con thỏ kia, không biết tại sao lại để con thỏ đó. Nhưng mà chị muốn xem một chút xíu về cái cây. Chị để cái cây tại vì chị thấy sao ta, kiểu bình thường nhìn ở ngoài á thì mày sẽ dễ bị lay động á. Lay động kiểu gió nó thổi một phát là mày sẽ rì rào xong rồi panic, xong rồi mess up hết lên. Nhưng mà kiểu ý là even mày có nói với mọi người là mày đang kiểu em mess up lắm, em rối lắm các thứ, nhưng mà chị không biết nữa, chị luôn có cảm giác là mày vẫn sẽ handle được á, với cái rễ mà mày cắm vô. Nên chị để cái cây ở đó. Xong chị nghĩ là anyway thì mày vẫn sẽ đứng được ở đó thôi, kiểu vậy. Em còn tưởng chị ấm dụ đó là thụ. Ủa đúng không mọi người, trời ơi mình phải share đi, nếu không thì nó sẽ bị miscom đó. Trời ơi nhận vì nói em mới biết luôn. Ủa nhưng mà cái gì vậy Tùng? Ủa chị không biết thụ hả chị? Ý nó nói là cây cổ thụ. Cổ thụ. Chữ thụ trong cây cổ thụ. Không, chị không có biết đó đâu nha. Là má khổ tâm nha. Tôi nghĩ sao chị lại tin thằng Duy Nguyễn nó nói cái từ đó là từ thụ trong cây cổ thụ chị? Ủa chứ nó là gì? Chắc là từ thụ trong cây cổ thụ á chị. Ủa mẹ, ở đây có một cái gì đó rất là dark meaning đúng không? Rất là đen tối đúng không? Thôi không biết nữa. Chị sẽ follow up với mày sau nha. Hi hi. Tiếp nha mọi người, không hỏi nữa thì mình đi tiếp nào. Tiếp theo là Quyên. Em không có chi bất ngờ ngoài chuyện chữ EQ là sao vậy? EQ hả? EQ là biết tắt của gì quên mẹ rồi ta. EQ với IQ á mọi người. Emotional, kiểu emotional intelligence á, kiểu vậy hả? Ủa vậy phải viết là EI chứ hả? IQ là em bị ngu rồi mình. Không, không đúng. Không có ai viết EI hết chứ vậy. Không, ý là nói chung á là EQ là trí tuệ cảm xúc. Trí tuệ cảm xúc. Nhưng mà EQ là kiểu question về, chắc là question về chị trình gọi là nhỉ? Level cảm xúc của chị Quyên à? Không. Minh nói rõ ý của Minh đấy. Chị biết ở đây á là tại vì mỗi lần mà thấy, ý là thấy Quyên biểu đạt một cái cảm xúc gì đó mình không có ghét được, ý là kiểu ví dụ như là lúc mà especially là lúc nhắn tin đó thì không biết được là kiểu nó đang in cái mood gì á, kiểu nó đang tức giận hay là nó đang không như bình thường hay là nó đang sao đó, thì ý là không hiểu lắm. Với lại là dùng những cái từ ví dụ như là nói chuyện với những người xung quanh lúc mà chat á, thì mình không có thấy những cái từ kiểu để cho nó soft đi, mà nó rất là kiểu direct, xong rồi nó vài từ vài chữ. Xong rồi mình không biết dùng từ gì để diễn tả hết, nên là để chữ EQ ở đây. Vậy đó.
Còn ai muốn share gì không? Ủa, Nguyên, Nguyên thấy ok chưa? Hiểu không? À, ok. Ok. Cái cục băng đó là nói là chị Nguyên là băng sơn thần nữ. Em để cái con ghim. Đáng nghe nó có cái ghim ấy. Cái con này nó để bổ lúa cho nó ngồi trước cái quạt xong nó phấp phới nhưng mà cái mặt của nó vẫn như thế á. Cái tóc á hả? Ồ, nó cứ bay phấp phới á. Nhưng mà kiểu em thấy nó giống chị Quyên với kiểu tóc bất biến giữa dòng đội vạt biến á mọi người. Là sao? Là sao? À, cái đó là em mở. Kiểu chị Quyên ít khi cười và chị Quyên ít khi mở cao lắm. Xong rồi em thấy chị Quyên mỗi lần mà nói cái gì kiểu giọng cứ bằng bà, cũng không thấy vui, cũng không thấy buồn. Nó đúng rồi, đúng rồi. Nên chị mới để chú ý kêu ở đó. Xíu. Không hiểu đang Nguyên, đáng nghe nó phải cục ghiếp cơ để em lại. Tức rồi. À không, chắc là nếu mà chị thoát resin ra thì chắc thấy được cái ghiếp á. Không, nó chỉ có kiếp có một tí. Ê mà cái con đó bị hói ở giữa đúng không mày? Nó bị hói ở giữa đó mọi người. Ừ đúng rồi, nó bị hói ở đó. Đúng rồi, đó. Cái con này đó, cái con nó phúc phối đó. Trời đất ơi. Là Nguyên cũng hơi hói ở giữa mọi người. Trời đất ơi. No. Hết rồi. Không, chị không thấy nó nhúc nhích em ơi. Chị rất là thích. Chị rất là muốn coi nó nhúc nhích cái tóc coi như thế nào nhưng mà không thấy. Thôi em có thể gửi đường link của cái gif đó sau. Đó là chị rất là tò mò muốn xem. Em có thấy như nó là gif thiệt. Gif hả? Nó là gif á, nhưng mà nó chỉ được có một tí thôi. À, chị mở present màn hình đi, chị mở share màn hình, mình nó thích chạy á. Hay. Share rồi đó. Đó nó chạy chưa? Ủa gì kỳ. À, nhưng mà confirm nha. À, cái mặt này rất là giống mặt Nguyên luôn. Kiểu nhìn vô thì sẽ thấy mắt kiểu lờ đờ ba. Cái xong rồi miệng thì kiểu nó cười nhưng mà không biết có đang vui không. Kiểu vậy. Lâu thôi. Người tay tét một lần. Không, em xem màn hình chạy nè. Ủa vậy hả? Thôi lát nữa chắc là Nguyên thấy đó. Ủa tại sao feeling như quá to vậy Lý? Hả, chị nói gì chứ? Sao phiêu linh lại trước? Thì đó, nó rất là bình thản á chị. Nhưng mà nó cũng là sẽ là, ý là nó sẽ dậy sóng những lúc nó cần thiết. Nhưng mà nó giống như như nó gì gọi là gì? Cái gì mà bất biến giữa dòng đời vạn biến á. Ừ, kiểu vậy đó. Ừ, đúng rồi. Nó cứ đầm đầm. Dù là có gió, có bão thì nó cũng vậy thôi à. Ok. Có một cái này chắc là clarify mọi người không biết nữa. Chắc là tùy space thì em sẽ khác á. Tại vì ở trong EP team thì em là đứa rung lắc dữ nhất. Ok vậy. Ấy là ở trong EP team thì chị sẽ là đứa fluctuate nhiều nhất. Lên xuống nhiều nhất. Kiểu vậy á. Kiểu ta khóc trong ba cái space của EP team mà không ai khóc rồi á. Kiểu vậy. Sau cái hôm đó nó là ta khóc như mưa như gió luôn. Kiểu thế. Nhưng mà không biết nữa. Hay là SC thì khác là... Chắc là trong team thì mình còn cái khác. Team thì bao nhiêu mình phải khác. Các giao team này vô chỗ á. Không, cũng không biết nữa. Một là vô chỗ, hai thì chắc là... Chắc tại vì em chỉ nhỏ hơn Min ở trong cái team này á. Với cả nếu mà mọi người team thấy... này quá vui. Nếu mà mọi người thấy em mà cứng á thì kiểu mấy con EB team em thì nó cứng gấp mấy lần em á, thì em cứng không lại thì là em đứa phát ghê nhất thôi. Vậy vậy. Yeah. Okay. Còn lonely inside là sao hả? Em cái này là em là kiểu sao ta? Em thấy chị Nguyên khá giống em đó, là có nghĩa là sẽ làm cho người ta có một cái cảm giác là rất khó để mà làm bạn với mình á. Thì em thấy là bản thân em thì em là một người enjoy cái solitude, nhưng mà đôi lúc sẽ có cảm giác là mình đang cô đơn á, cảm giác như là không ai mà
Mình cảm giác là không ai sẽ hiểu mình á, chứ không phải là không người hiểu mình, nhưng mà mình cảm giác như vậy thôi. Có vẻ là thiếu một cái gì đó để, thì em nghĩ là somehow là những cái vậy thì sẽ là một cảm thấy lonely. Yeah. Nguyên đang để vô chấm hỏi kiểu út tao cô đơn hả? Đáng nghĩ vậy thiệt. Thôi chị chỉ chưa quay cái phần đó của mình đó chị. Cố kêu bạn xem mà quay được kém nữa chứ quỷ. Suy nghĩ về cái này nha. Ý là không biết nữa, chắc tại mọi người không gặp chị ngoài đời hả? Chứ tao chị gần mà. Thiệt. Chắc tại không gặp ngoài đời. Với đúng rồi, gặp ngoài đời thì chị quý rất là dễ gần. Với cái thứ hai nữa là tại kiểu chị không phải là người kiểu proactive nói chuyện với người khác á. Xong kiểu nếu mà có sức lực để dành ra cho một cuộc trò chuyện thì ta sẽ nói chuyện với những người ta quen rồi á. Kiểu nó sẽ là có chỉ cần 2-3 cái relationship thì ta sẽ deep into cái đó là được rồi á. Còn những thứ khác thì nó sẽ là có touch point bắt buộc thì là có touch point á. Còn kiểu sẽ không bao giờ proactive để touch những cái mới hết á. Nên nó thành ra bị như vậy á. Còn lonely hả? Thì somehow cũng chắc là vậy thiệt. Chứ có bồ chắc là lonely chứ không lẽ kêu không lonely. Hôm bữa Nguyên nó than với tao á là trời ơi em dễ gần lắm mà. Sao mọi người đều thấy em khó gần vậy? Đó, nên là Nguyên dễ gần lắm mọi người. Hãy đi gặp offline để chúng ta biết sự dễ gần của Nguyên. À, ở đây có một cái mắc cười nữa là trong EST team Nguyên như là một người chị của tụi em. Không thấy mắc cười không? Thấy bình thường mà. Thì gần là chị là thu mỗi min nha mấy. Ừ, đúng ha. Tao biết gì off vậy? Dạ bay. Tiếp nha. Tiếp theo là tên 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 Vì. Em hả? Ý là cái này chắc là em được nói từ hồi, tức là cũng lâu rồi chị, nên nó cũng không surprise lắm. Nhưng mà em muốn hỏi về cái volcano. Trời ơi, tự nhiên nghe tới núi lửa em thấy hơi sợ sợ. Không biết nó đang khen mình nhiệt tình hay nó nói mình có tính hủy diệt. Người nói ý nào? Ý là cái này nó sẽ là dạng nguy hiểm ngầm đó mọi người. Tức là tự nhiên nó nổ lúc nào mình cũng không hay á. Ừ, kiểu vậy. Vậy là nó nói em xấu mọi người. Trời. Mà lúc nổ, nhưng mà lúc nổ thì nổ rất là nhiệt. Tao thì đi. Đi ăn phở đâu. Cái gì vậy trời? Ôi lùi. Bao tao đi. Thằng Di, mày miêu lại. Trời ơi, bao cái gì không có. Mày đó, mày nói chuyện với trai, mày có bao. Như thằng hủ đấy chị. Nói chuyện đam mê ghê luôn. Không, nó không đeo tai nghe luôn cả nhà. Ý là nó không đeo tai nghe luôn. Nó không nghe tụi mình nói gì luôn. Nó đeo tai nghe làm thụ đó. Nó tháo ra rồi. Rồi đó thì nói chung đại loại là dạy là nguy hiểm ngầm. Nguy hiểm ngầm. Nổ lúc nào cũng hay. Đi hả? Ý là tao đâu có nghĩ là tao làm gì mà có nguy hiểm trong mày. Không, ý là con Vi nó sẽ làm mọi người rất là bất ngờ á, kiểu vậy. Tự nhiên mọi người thấy nó trầm trầm như vậy, nhưng mà khi mà nó làm việc thì nó sẽ khác. Còn kiểu như thấy nó vui vui vậy, mà khi nói tới chuyện khác nhiều khi nó trầm cảm. Nên là mọi người sẽ thấy nó rất là bất ngờ. Không hiểu luôn. Lý ơi, mày biết sai chữ moment kìa. Sao em cứ viết sai cái chữ moment vậy? Chữ moment ai mà biết giờ chết rồi. Ủa mà em không hiểu là ý là lần đầu tiên có người nói em đọc tiếng Anh mắc cười đó chị. Mọi người mày đâu, mày muốn hỏi chỗ nào? Tao biết đó. Ý là em học tiếng Anh gì đâu mắc cười mọi người. Không, tại vì tao biết nè. Tại vì nó mày sẽ kiểu nhấn âm á, mày nhấn âm rất là mạnh. Nên là nó nghe nó lạ tai. Chứ nó không có mắc cười, nhưng mà nghe nó lạ tai. Nó giống như là thí dụ người ta thường là người ta đọc contract đúng không? Người ta đọc contract biết là sai nha. Thì con Vi nó sẽ đọc khác, mọi người nó sẽ đọc contract. Đó, kiểu như vậy. Không, nhưng mà nó đúng nha. Nhưng mà nó đúng không, nha nhưng mà mọi người. Thấy mắc cười thiệt mọi người. Đúng. Phải nó đúng, đúng thiệt, nó đúng rất là đúng nha. Không hiểu. Điểm.
Ok. Ờ, mấy lần mà mày mấy lần mà Vi auto với chị xong chị hay bị distract lắm. Đấy là mỗi lần nó nói xong chị sẽ bị distract một chút xíu. Ví dụ như là chị ơi cái project đó nó không mát được. Xong chị sẽ kiểu không được cười, không được cười, không được cười. Để chị tập trung vô cái content. Không, trời ơi, khả năng mà khiến cho người ta cười trong mỗi một từ cũng là một skill đó mọi người. Ngày xưa á, mọi người biết á là em với nó đã cãi nhau cái chữ weird á, cái chữ mà kỳ lạ đọc sao nó chỉ đầu là weird. Má đúng kiểu weird. Thì không, mà... tao biết tao đúng rồi, nhưng mà tại vì mày làm cái chữ earth nó nặng đô quá nên là nghe nó rất là nó rất nói chung là vậy á. Em sẽ nhớ chữ con trặc của Vi tới chết luôn. Thiệt. Tới chết luôn hả, ghê vậy. Ủa. Mọi người, ủa sao vậy chị? Ủa mọi người kiểu ủa mà còn cái hình emoji này của mày là sao nhỉ? Dưới. Con mèo hả? Con thỏ. Tao thấy mặt nó cứ liếc liếc xéo xéo xong rồi kiểu mặt cũng buồn cười me me đúng không mày? Tao bảo là giọng này mày giống chúa hề. Đó, cái giọng cười của hề hề xong giống chúa hề một lần. Tao không phải làm chúa hề chứ tim nha mọi người. Thôi má ơi. Ok. Ủa còn hoa sen là sao mọi người? Em không hiểu, tự nhiên hoa sen rồi nó em thánh khiết như hoa sen á. Gần buồn mà chẳng hơi tanh mùi buồn. À, chị để cái hoa sen đó. Tại vì chị thấy mặc dù đôi khi sẽ rất là kiểu funny, xong rồi gọi là làm xàm xàm chúa hề á, nhưng mà ở bên trong là một vẻ đẹp nghe hơi sến, nhưng mà kiểu nó giản dị á, không phải nó kiểu từ ngữ của tao giờ nãy đi đâu hết ta, không biết nữa. Tại vì Min có một cái ấn tượng đầu tiên lúc mà Min đọc cái form của Vi apply á, thì trong cái form nó rất là hoa hòe mà nó như kiểu mấy cái cô ngôn tình ngày xưa. Thôi thôi, thấy có một cái vẻ đẹp giản dị nào đó ở đó, tao thấy giống mày. Ôi trời ơi, ôi vậy là cuối cùng là hoa hòe thì giản dị chị. Ấy là nó thanh khiết như hoa sen á, nó giản dị. Trời ơi. Là nó bật đèn, nó giản dị á. Cảm ơn chị. Ấy là học mọi thứ rất là nhanh, kiểu giống cái hoa sen ở trong bùn á, xong rồi đâm cái búp lên rất là nhanh, kiểu trồi lên trên mặt nước rất là nhanh á. Chúa. Chị thấy em vô tư có giống con dưới không? Không, vô tư của mày không giống dúi nha. Mày là chúa hề. Đúng rồi, vô tư của mày không có giống con dúi nha. Con dúi này nó vô tư, vô số tội luôn á. Kiểu như nó bất ngờ một cách vô tư luôn. Còn mày vô tư kiểu giả nai vậy. Em vô tư thiệt mọi người chứ không có giả nai. Trời ơi. Tại cái mặt em nó không có kêu như con dúi nên nhìn nó không có vô tư thật thôi chứ vô tư thật. Trời mẹ. Không, ý là chị thấy em vô tư nhưng mà lâu lâu vẫn có chất chứa tâm sự, em hiểu không? Kiểu lâu lâu em cũng có trầm cảm á. Nhưng mà con dúi không bao giờ nó trầm cảm được em ơi. Con dúi là kiểu nó ngây thơ, nó vô tư. Xong chị thấy hai cái khác nhau. Nhắc em là con dúi level 2 á chị, em tiến hóa hơn nó một chút. Trời. Kiểu level 2 của bạn. Okay. Tự tin quá ha. Rồi. Muốn hỏi gì nữa không? Không có. Mọi người có, trong lúc nói chuyện mọi người còn có gì muốn feedback nữa cho em không? Em rất là appreciate và cảm ơn những cái feedback của mọi người. Yeah. Yeah. Ai muốn nói gì nữa không? Đi nha. Rồi. Tiếp theo là Thiên Lý. Thiên Lý lên thoát à. Trời, mọi người có công nhận là tấm hình này em rất đẹp không mọi người? Tấm hình này là Manh chụp cho đó mọi người. Đúng rồi, má chị Manh chụp hình xuất sắc luôn. Tấm nào cũng đẹp. Tao thấy tao mà là núi lửa còn mày là quả bơm, mình hiểu rồi đó.
thấy chưa, lại hiểu nhầm nữa. Cái này không phải là quả bơ mọi người, cái này là ngọn đuốc. Cái này là cây đuốc, đúng rồi, cái này là cây đuốc mà. Trời má. Trời má, nó nghĩ sao? Không, nếu như mà mày nhìn á, cái trái này mày muốn nói nó nguy hiểm á, mày phải nói nó là trái lựu đạn, chứ mày không có được nói là trái bom. Rồi lựu đạn. Rồi nhỏ. Rồi nhỏ. Không có trái bom nào hình dọc vậy hết trơn á, chỉ có lựu đạn của hình, nó hình nó xem xem vậy thôi. Yeah. Rồi, Thiên Lý thấy có cái nào surprise mình không? Không, em không thấy surprise lắm. Em thấy vui. Ý là đọc rất là vui, đọc như giống như đọc Sugar Cup hồi Celebration Night vậy đó. Có một cái này em nghĩ là công ty viết nè, cái cứng đầu đúng không? Cái stubborn head, đúng rồi. Em thấy giọng văn khá giống nó, mà em thấy cũng đúng. Biết viết tiếng Anh thôi, còn lại mọi người lười viết tiếng Anh lắm, nên dễ đoán mà. Không chị. Cái này là ngầu đúng không mà ta? Cái con gấu này nè. Ồ, cái con này kiểu nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng mà kiểu nó gật con ngoại kính lên xong rồi trông vừa ngầu vừa đáng sợ mọi người. Không, đó là hình ảnh của em. Em muốn hướng tới như vậy. Em hiền không được. Em hiền là em sẽ thành tấu hài, nên là em không hiền được. Đó, mày nói là sometimes we have try something a little racy. Có thấy. Không, nhưng mà em xàm lắm. Không ai ghi em xàm hết hả? Đối với mày chắc mày thấy xàm, còn tụi tao thấy nó nghiêm túc vãi nồi. Ok. Thấy không? Mày thấy cái chuyện đó ghê không? Kiểu, trời ơi, thái độ khi nghiêm túc quá nên sợ. Thấy chưa, thấy chưa? Cái này, business woman. Không à, toàn là nghiêm túc không à? Không thấy mày xàm. Không, thật ra em xàm lắm á, nhưng mà tại vì ý chắc tại vô chỗ nên là không thấy nhiều thôi chứ đúng rồi chứ mà gặp ốp là em xàm nhiều cái mấy kiểu xàm chó luôn á, chứ không phải xàm bình thường nữa. Ai biết tao là member của mày sắp 3 tháng. Tại vì mày là member tao, mày không phải người bình thường. Tại vì mày là member. Hồi xưa lúc mà chị làm EST với Lý á, chị thấy Lý xàm thiệt, nhưng mà đó không phải team mây nữa thì thấy không, thấy bớt xàm, ý là không thấy xàm, lâu lâu mới thấy xàm thôi, trong cái auto âu. Thiệt mà, xàm lắm. Ok, còn ai muốn share gì không hay hỏi gì không? Có cái này em Marie với chị Min nè, cái vụ I am struggling. Nhưng mà cái đó là em bất lực thiệt chị à. Mà ý là không có thấy mày Ray, xong rồi mày tìm cách vậy đó. Hồi xưa tao cũng bất lực và lờ, xong rồi cũng ngồi nghĩ các thứ. Xong rồi cũng hỏi mọi người, làm ra cái cách đi chat đó. Ủa lộn, đi biết gì chat. Xong rồi làm cái lờ luôn. Yeah. Ủa, bạn nào hẹn kèo em đi chơi vậy? Dạ em. Bay màu thì chỉ có duy dạ thôi. Em. Dạ em. Em lâu lắm rồi em không đi với duy luôn á. Hồi đó em đi với duy quá trời. Đi đi. Đúng rồi. Tính ra hồi đầu tao viêm lúc nào cũng gặp. Còn giờ. Giờ bay màu. Thôi xong rồi chạy hết rồi. Em rất là happy. Khi nào là có người giết em giống business của mình. Ủa chứ mày không hỏi tại sao lại để cái cây đuốc ở đó luôn hả? Chị để chị đúng không? Mày đi brief nghe thử coi mày nói sao? Ý là đuốc thì em nhớ tới lửa thôi. Nhưng mà sao ta không biết nữa, thấy cây đuốc này giống cây đuốc Olympic nên là chắc là nó không có dễ bị tắt đâu. Nhưng mà nó cũng sẽ phấp phới. Lâu lâu nó sẽ tắt rồi nó mới nổi lên lại. Chị để cây đuốc á là chị thấy Thiên Lý sẽ theo kiểu là một khi đã làm cái gì thì sẽ làm rất là tới, nhưng mà before that á thì phải mất một khoảng thời gian khá là lâu để đốt cây đuốc nó lên, kiểu
sẽ có những người xung quanh cầm cái mồi lửa đốt lên, hoặc là nó phải tự ngồi reflect các thứ, xong rồi nó phải tìm được một cái rất là strong why, thì mọi thứ nó sẽ tự accountable để nó làm kiểu the best, và cái lửa nó sẽ bùng nhất có thể. Ừ. Còn nếu mà đã có vấn đề gì rồi thì kiểu thì nó cũng sẽ đến cháy như vậy. Đúng rồi. Tiếp nha. Thanh Thanh. Hay quá. Welcome to the world. À đúng rồi, phải để hình con chuối vô đây nó mới hợp với hình. Nó mới hợp với cái em có hình con chuối nha, đợi xí em add con chuối để vào cho mọi người. Có hình con chuối rồi mọi người. Ừ có chị, con chó có chị. Thì đó con corgi đó. Không, con corgi là con corgi, con chuối là con chuối chứ chị. Ủa mà corgi gì mà tay, corgi gì mà lông dài dữ chị. Má ơi, đây là con chuối. Đúng rồi. À hồi đó giờ chị gọi tên đó nhưng mà chị không biết đây gọi là con dúi. Con này là dúi nhá. Nhưng mà bây giờ nó trưởng thành rồi mọi người ạ. Đó, ủa, em nhớ nó là con chó mà. Sao giờ nó như con nhím vậy mày? Nó là con chó. Ôi vãi nồi, nó như con nhím vậy. À đúng rồi, con này nè. Con này mới là con dúi hả? Chị con này là con này tên là dúi. Nhưng mà nó con chó. Ôi quá. Này cũng là con dúa nè. Không, chị phải đánh là con Nguyễn Văn con Nguyễn Văn Duy đó. Đó thì ra đó chị thấy không? Ai cũng phải trưởng thành nha. Nó trưởng thành rồi, nó lớn rồi. Tao cứ tưởng mày là con dúa kia, hay gì đâu mày là con dúa này. Là dúa này nha. Là dúa nha. Hôm nay bữa giờ chị kêu tới. Nhưng mà hôm ở LC hôm nay gọi em là con dúa. Buồn cười thôi. Rồi, dưới đọc xong có cái gì surprise không? À, không biết, nhưng mà em đâu có nghĩ là em nghĩ em không ngây thơ đến mức mà bị cái số lừa nha. nhưng mà đúng kiểu em vẫn mọi người nói đúng mà, mọi kiểu em không hay đưa ra quyết định nhiều lắm. À. Không biết nữa, nhưng mà kiểu vui vẻ với mọi người thì được, nhưng mà đến lúc mà làm việc á thì em ít khi đưa ra decision với cả là hay nghe mọi người nhiều hơn. À. Well. Nên là em cứ thêm phải improve bởi vì sắp làm VP rồi mọi người. Cry. Nó không được, nó chết không được có cái vai của con dúi nữa rồi. Nó chứ phải là một cái con dúi có biết gì. Thằng con biết gì? Biết gì? Nó biết là con chó, nhưng mà nó phải ngầu hơn. Đó. Thế không? Rồi. Ơ nhưng mà tại sao lại là cảm xúc con là gió ta? Nữa hả? Tao hả? Nhiều ý là. Ý là sao ta? Ý là gió thì nó sẽ mát á. Nó sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Nó cũng rất là nhanh. Ờ, kiểu như vậy. Ý là đang. Ý là đang nó rất là thoải mái. Ừ, kiểu vậy đó. Nên là ta mới ghi là gió. Là thoải mái. Ê mẹ ơi. Con bẹt rê đó nó không có dữ mẹ ơi. Đây. Nhưng mà nó nghiêm túc mẹ. Lại hồn là con nợ dúi kèo nói chuyện hả? Ủa? À, ừ quên. Em cũng quên nha. Ê, em tức hôm bữa nó đi xuống Sài Gòn mà em không gặp được nó luôn á. Em không biết là cả đời này em có gặp được nó không nữa. Cả đời này, nghe thấy ghê quá vậy. Thì cười. Ôi, thiệt luôn á. Chứ bây giờ em cũng không biết khi nào em mới ra Hà Nội, mà em cũng chả biết khi nào nó sẽ vô Sài Gòn. Trời ơi, nó ra đúng cái bữa là em có event với bên gia đình, kiểu visit gia đình này kia. Rồi sau đó là em đi bonding với team sale của em luôn. Cái thành ra là đã đời không gặp được nó. Nhắn tin lúc nào cũng là vào Sài Gòn với mọi người. Mà còn nhắn tin với nó cũng không rep luôn. Trời đất ơi. Ủa mà.
Có phải là lúc mình làm Iron Man mình đã làm gì đó có lỗi với con chuối không? Không biết luôn. Cái lúc làm việc, cái lúc làm việc nhắn tin trả lời nhanh vãi, cái tới lúc hẹn đi chơi không thấy đâu chưa. Chị nói chưa. Ô, không sao không sao, chắc là chị ít vào Sài Gòn nữa thôi. Tại vì vào Sài Gòn vui quá mọi người ạ, vui quá nó không muốn về. Đúng rồi. Ủa, Kèo nói chuyện với ai vậy? Duy kìa. Duy kìa chị. Nói chuyện với Duy đi Hà Nội. Rồi, nó chưa đi Hà Nội nhưng mà nó đã đặt slot em đi mua đồ, đi chơi các thứ rồi. Hay không? Mọi người ra Hà Nội đi chơi cũng được. Ê, giọng nói mà có cái tiếng len keng ở trong giọng là sao? Hả? Twinkling á chị, giống như là chứ phải là chị chẳng sốc cười đâu. Đại khái là giống như là cái tiếng mà khi mà mọi người mà đốt một cái đốt củi á, trong cái lò mà lò kiểu hồi xưa á, mọi người, cái ống khói kiểu hồi xưa á, cái kiểu mà những cái đốm lửa nó thoát ra nhỏ nhỏ á, từ cái củi đó đó, cái sao nó kiểu fickle rồi twinkling lên kiểu vậy á, nhưng mà da yeah, rất là nhẹ nhàng dễ thương á. Kiểu lách tách á. Đúng rồi. Kiểu gì vậy? Bay múa yeah. Hay nha. Trời ơi, hay ho quá à. Rồi, thật rồi. Vốn từ hay đó. Hay. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, appreciate mày hay vậy. Đây lên là space của Dúi nha. Hết rồi. Ok, hết rồi đúng không? Ủa sao mày không hoàn thành con bẹt ghê vô? Ủa còn cái bông trắng là sao vậy mọi người? Cái này là cái bông gòn á má. Ý là chị để cái hình bông gòn, tại vì chị thấy mỗi lần mà dù nó xuất hiện ở cái space nào á thì cái space đó nó sẽ trở nên soft hơn. Kiểu Ủa em tưởng là một công anh nha. Không biết nữa. Ừ, lúc nào em cũng tưởng một công anh. Tao tưởng cỏ dại hay cúc dại gì đó. Nói chứ sao là cỏ dại. Sự ngây thơ đó chị, kiểu hoa cúc dại bên đường á, kiểu rất là nhỏ nhoi xinh xắn nhưng mà rất là ngây thơ đáng yêu. Yeah. Trời. Rồi, hết rồi. Cô tay quá. Ok. The last one. Chị đọc xong hả? Thì chị thấy bất ngờ ở chỗ là dám làm nhiều thứ dù consider nhiều không kém. Chị không biết là chị đã dám làm cái gì xong rồi để cho mọi người thấy ấn tượng như vậy. Em biết đó. Thì em thấy kiểu có một đợt ô tô cho chị bảo là chị không biết là có nên ăn MCP không. Rồi kiểu lo lắng lắm mọi người ở bên ngoài, mọi người đi thi này thi nọ, mọi người có lương các thứ rồi. Nhưng mà mình vẫn ở đây nè. Kiểu vậy á. Nhưng mà chị vẫn làm. Chị vẫn làm MCP không mà chị vẫn up MCP á. Đó. Yeah. Ủa vậy còn healing cực mạnh là sao? Em á, tức là em nói nè là healing, nhưng mà nói chuyện với chị Min thì em rất là healing. Tại vì nó thoải mái á mọi người, kiểu như sẽ không có bị stretching hay là sẽ không có bị kiểu suy nghĩ dài sâu xa về câu chuyện mà mình kể. Suy nghĩ một cách vừa phải. Nên em cảm thấy rất là thoải mái. Trời, tính ra em nghiệp với chị chắc cả thơm này luôn. Nghiệp về tất cả mọi thứ. Thiệt á. Chị Min là người em kể nhiều bí mật mà em cảm thấy cọc nhất. Yeah. Ê, có hai đứa nói khá là giống nhau. Đó là hãy express những cái thứ mà chị thấy negative hoặc là không thoải mái ra nhiều hơn. Ủa, mọi người thấy là chị có feeling negative mà chị giữ hả? Có. Có hả? Khúc nào vậy? Ý là nó sẽ không phải là quá negative nhưng mà tụi em thấy nó negative. Maybe. Ví dụ như là ý là trong cái operation hiện tại của National nó cũng rất là negative rồi á. Kiểu như vậy. Em nghĩ như vậy luôn á. Kiểu như nó khá là survival. Và mọi người không có làm được những cái gì mà đó giờ làm á. Nó, em thấy nó struggle lên vãi. Gặp em chắc em sẽ ngồi em chửi từ sáng tới chiều.
giống như cái môn học của em vậy đó, em sẽ chửi một ngày rồi sau em mới làm được. Và em thấy chị không nói gì hết trơn. Xe nhiều hơn đúng không? Ăn nhiều hơn là sao? Tao đã mập sầm lò rồi. Ôi, em thấy chị ốm nhòm. Đó, nhìn gầy gầy. Chị nhìn cái mặt em với cái mặt chị là camera kìa. Em thích chị đưa sát cái camera luôn. Vẫn không bự bằng em. Em mọi người còn nặng này. Và hơi extreme. Nên nhiều khi hơi bàn thải nhị. Bỏ vậy, mấy đứa mà tắt camera là thường nó sẽ hay ngủ quên mọi người. Hoặc là nó đang đi tắm chứ nhỉ. Trời ơi, oan. Ê mọi người đừng có đem điện thoại vô phòng tắm. Mọi người sẽ bị quay lén đó. Really? Ừ, ý là những cái camera của mình á. Ủa, mọi người chưa có coi cái phim mà Snowware. Nói chung là nói về một cái ông làm IT ở bên Mỹ á, làm dưới thời Obama, công bố mấy cái bí mật Obama theo dõi người Mỹ á. Edward Snowden. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Edward Snowden, biết, coi phim đó rồi, Netflix phải không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình úp cái camera đó xuống thì nó có quay được đâu. Cái điện thoại của chị á, cái laptop thì úp xuống thì không. Chị có hai camera đó. Chị ơi. Okay. Điện thoại chị có hai mặt camera. Đúng rồi, cái điện thoại của chị á. Chứ đâu có ai thằng nào đem laptop vô phòng tắm chị. Nhưng mà nếu mà bây giờ chị úp một cái mặt xuống, xong mặt còn lại chị lấy gì chị đè lên thì nó có quay được không? Không, đúng không? Không, không. Là không. Tắm thì tắm chị, tập trung một việc thôi. Tắm thì tắm thôi mọi người. Ý là có nhiều người sẽ đem điện thoại vô mở nhạc á mọi người. Đúng rồi chị đó. Chị sẽ mở cái đó khác. Ê Quyên, chị muốn hỏi nè, cái hơi extreme nhiều nên nhiều khi hơi mệt tại vậy là sao? Lúc nào vậy? Ý là có những trường em xem là Min không thực sự vui tới mức đó, hoặc cái thứ hai là chuyện đó không đáng buồn tới mức đó à. Nhưng mà cách mình express ra sẽ là tao buồn tới chết rồi, tao như thế này, gom tất cả thế này cái kia rồi ABC đi Z á, kiểu vậy á. Thì lúc em khỏe thì em thấy bình thường á, mà lúc đã em mệt rồi thì em nghe thấy nó mệt á. Ok. Kiểu vậy á. Ok. Rồi, chị hết rồi nha mọi người. Thank you mọi người rất là nhiều. Rồi. Bây giờ mình nói chung là tại vì hôm bữa có một cái expectation là maybe có thể chơi game để mang mọi người lại gần nhau hơn từ VV. Cho nên là nếu như mà ai có nhã hứng thì mình có thể ở lại chơi truth or dare. Còn ai mà xong rồi, cảm thấy là ok rồi thì mình có thể closing cái space này ở đây. Thì thôi mình sẽ closing trước ha. Xong rồi sau đó thì mình sẽ ở lại nói chuyện xàm kiểu một ít thời gian còn lại sau trước khi mình đi ngủ. Rồi. Thì rất là cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã là một team EST với chị và cũng đi cùng chị qua rất là nhiều những cái khó khăn, kiểu từ cái việc là hơi fluffy xong rồi nhìn từng cái partner của mình nó đi xong rồi kiểu tất cả những cái cách mà mình làm từ marketing cho đến sales cho đến CSP cho đến IA, mọi thứ nó đều thay đổi rất là nhiều từ cái hồi trước đến bây giờ. Even là tới thời điểm hiện tại thì mọi người cũng biết đó, có rất là nhiều thay đổi, xong rồi cũng không có những cái người mà kiểu officially trở thành successor của mọi người. Thì chị thấy đó là một cái thiệt thòi nhỏ nhỏ trong journey. Nhưng mà chị hy vọng là mọi người có thể treat cái này là một cái opportunity, một cái crisis cũng là một cái opportunity để mọi người có thể học nhiều hơn. Rồi thì cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã cùng với chị đi hết 6 tháng này. Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Love you 2000. Modern 2000. Rồi. Và cái team này thì sẽ official close. Right. Còn một cái task làm report cho mọi người được quên nhé. Hãy work the talk now. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ sẽ xinh đẹp đẹp lên, xong mình sẽ chụp tấm hình. Nên là sẽ không có excuse là em đang xấu lắm đâu, không chụp hình đâu nha. Đây là tấm hình. Nó không tốt so nha. Thật ra là filter đi. Thật ra là zoom có thể để filter mọi người. Mọi người có thể kẻ lông mày.
Đây là cái lông mày của Min. Ủa filter ở đâu mọi người? Đây nè, mọi người thấy cái lông mày của Min không? Là Zoom nó tự vẽ đó mọi người. Trời ơi. Đây là một cái sáng kiến là ghê cứng của Zoom. Ủa mà ở đâu á chị? Em không thấy luôn. Ủa không thấy hả? À, chu video filter nè mọi người. Chỗ mà video đó mọi người chọn chu video. Đúng rồi, xong mọi người gắn cái lông mày vô, xong mọi người gắn cái màu son vô là nhìn bao nem luôn. Trời ơi. Đó. Hay dạ. Hay dạ. Hay nó filter cái background em không à, nó không có filter em chị ơi. Không. Vậy là ngành doanh nghiệp rồi, xin lỗi mày. Rồi cười lên nha, chụp một tấm hình nào. Chưa. Chưa tương. Chưa mẹ. Để xíu, để xíu. Ủa sao chưa? Sao filter của em toàn con nít không vậy? Nó có cái lá trên đầu em đó nè. Ơ, cái lá dễ thương quá vậy. Yeah. Yeah, ta cũng có cái lá đi. Cái lá dễ thương. Từ ảnh mà. Đâu coi đâu. Cái lá mọi người. Không biết. Cái gì vậy? Thấy một sừng. À, có sừng. Đây, cái nó màu đỏ hợp mày á Chi. Cái nó màu đỏ hợp mày á. Ủa Nguyên không gắn filter hả em? Không, bên em không có. À vậy hả? Em mọi người, bánh xấu. Ủa em đâu có hết chân mà gì giống chị Min đâu. em có thấy chân cái nào cái lông mày đâu. Nó không làm cái filter ở video ấy á. Thôi lấy tutorial sau nha. Chị Min, nãy chị nói lại thì mọi người xấu cái em nhớ thằng Duy Nguyễn lúc nào á. Nó kêu mọi người mở camera, nói là mọi người rất xinh đẹp tuyệt vời. Nó cười muốn chết luôn. 3, 2, 1. Bà lẹ lên, bà có thấy bạn bè cười gãy cái hàm rồi không? Thôi. Má. Ủa. Từ từ. Được chưa? Miệng vào đời. Bà lẹ lên coi vui. Bà. Bà. Trời ơi, tóc mệt quá à. Rất xinh đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Duy Nguyễn, mà phải khen chứ. Duy Nguyễn rất xinh đẹp mọi người. Rất xinh đẹp mọi người. Trời ơi, cô bồng luôn nha, cô bồng. Rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Rất xinh đẹp. Trời ơi, chị Duy đào trong The Air Commission á. Thằng Duy Nguyễn hồi lẫn nói vậy, em cười muốn xỉu. Rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Trời nó hơi con trai kìa, trời ơi. Ủa chứ sao mọi người? 3, 2, 1. Yeah. Cảm ơn mọi người. Rồi. Hai ở lại cho chú nó đi. Em đi ắp câu gì nữa ta em vào. Tới sao mọi người?